Có hai cái vai gắn liền với lại cuộc đấu Chết rồi. tranh giải phóng đất nước của Việt Nam là phim Vĩ Tuyến 17 Ngày Và Đêm, và một cái vai nữa là chị Tư Hậu trong cái phim chị Tư Hậu. Cái người miền Trung vừa cương trực, chịu khó và biết vươn lên về phía trước. Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, chị Tư Hậu ngày ấy và bây giờ. Tự hào miền Trung phát sóng ngày 4 tháng 6 trên VTV8. Huda, đậm tình miền Trung, hân hạnh tài trợ chương trình này.